Dung ơi, Dung, có ở nhà không con? Dạ có mà, giặt đồ ở nhà mà. À vậy hả, tao vô nha. Con đang làm gì á? Giặt đồ mà. Giặt đồ á, tao vô nói chuyện mày chút nha. Dạ, cái gì vậy mà? Ờ, nay tới tiền tháng rồi con đưa tiền nhà cho mợ. Khoảng chừng tuần nữa con đóng cho mợ, tại hôm nay anh Hưng nó chạy xe kẹt tiền cũng chưa có nữa mà. Trời đất ơi, tháng rồi thiếu 200, tháng này thì hẹn tuần. Khổ quá Dung. Trời ơi, tiền đó tao đóng tiền điện nước cho người ta. Trời khổ quá bây giờ. Nhà mày được mấy nhà khác được. Bây giờ vậy đi nha. Nếu nhắm không được, hai chồng mày dọn nhà đi chỗ khác cho người khác mướn. Trời ơi, tao chuyển mấy gì nổi. Bây giờ tính thì sao, dứt khoát cho tao biết. Cái đây mệt quá nè, tháng nào cũng vậy đó là sao. Bây giờ sao, nói. Tuần nữa là mệt rồi, con thu xếp con đưa cho mợ. Không để lâu nữa đâu. Thôi bây giờ không bây giờ vậy nha, mày ra tao nói chuyện mày xíu. Ra đây, rửa tay ra nói chuyện chứ. Bây giờ thôi vậy nè. Tháng nào con cũng tiền điện, tiền nước, rồi tiền nhà, tiền cửa, cái chàng đứa sao mở chàng nổi. Bây giờ tao thương mày là ai thương tao? Thấy chưa? Bao nhiêu nhà nữa mấy mình con đâu. Thôi bây giờ bắt đầu tao thương mày nè, à thương mày thật tình luôn nè. Bây giờ mày nói con nghe, tao thấy mày đẹp, đẹp người, đẹp nết, mày dễ thương nữa. Tội gì mày lấy thằng Hưng. Trời ơi, chạy xe ôm bữa đực bữa cái. Mãi được chứ có con còn khổ nữa con. Bây giờ mới nói gì nha. Mà thật tình với con câu nha. Mày ghét nhiều chuyện bà tám lắm. Chuyện cái tình ai kể ta. Cái xóm này hả, luôn cả cái giải nhà trọ của mợ. Tao biết cái thằng nào con nào mà nhiều chuyện con tát cái mỏ đó liền. Tuổi đi liền. Không có vợ một giây phút, đó là nhiều chuyện không tốt. Còn đối với con, mợ thương mợ mới nói. Như vậy nha. Mày thôi Hưng đi. Tao giới thiệu mày. Thằng này con đại gia. Trời ơi, bán đất giàu lắm con ơi. Trời ơi, tỷ phú luôn. Nè, ưng nó đi. Có nhà, có cửa, có xe hơi đi con. Tội gì mà trông chuỗi thằng Hưng. Nó đẹp trai nhưng mà nó không có tiền. Khổ lắm con, sao? Chịu không? Mợ biết không, anh Hưng cũng thương con. Nhưng mà con làm vậy không, con sợ á. Con sợ người ta nói. Sợ gì? Làm gì sợ? Chồng khổ quá là kiếm chồng khác giàu sang, có tiền, có bạc, nuôi nhờ tấm thân. Chứ mày sợ người ta nói ai nuôi mày mà mày sợ. Mình nuôi mình chứ không ai nuôi mình, nó sợ gì. Bây giờ mày nghe lời tao đi. Mày ok, mày lấy, mày chấp nhận quen cái thằng đại gia đi. Sớm này thằng nào con nào nói tao tán cho mỏ nó liền. Nó thương mày mà. Sao con, suy nghĩ kỹ đi. Trời ơi, tội gì đẹp mà chung dùi tấm thân nó tới tức quá. Mà kiếm ai vậy? Tao sợ Hưng vậy bất tử. Mà nó biết tao nói chuyện mày, nó xót cho mỏ tao thì chết rồi. Anh chạy xe kiểu nó về luôn mà. Ờ vậy hả? Dạ. Ờ vậy thôi, bây giờ con suy nghĩ cho kỹ đi. Mợ dẫn con đi liền. Đi đi con, nghe lời mợ đi. Nửa mày giàu sang mà có tiền có bạc, tao có nhờ, tao có sống ở đời. Tao nhờ, tao thấy mày khổ, tao thương. Nghe con. Vậy con theo mợ một lần thôi. Coi sao rồi. Chứ từ nào con không dám làm chuyện này. Rồi, đốt thay đồ, mở dẫn đi liền bây giờ. Đi liền bây giờ, mày nó nửa tiếng qua nè. Đi, đốt thay đồ, mở chờ để lên. Đâu phải có tiền mua được hạnh phúc, đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền. Mà người tôi yêu thuở nào đã nguyện thề bên tôi trọn kiếp, để hôm nay tôi phải nhận ra. Tôi hiểu tim người có nào đâu muốn, nhưng hỡi người ơi, tình yêu là gì? Một người cho em dây tiếng con, một người cho em hạnh phúc,
nghĩa với tình em thì tròn ai. Em ơi, tôi chỉ yêu em, yêu bằng đôi bàn tay trắng. Mơ ước bên em nay tựa như cát bụi mờ. Còn lại người ta cho em má hồng. Người ta có giống tôi không? Em ơi, tiền là giấy bạc như phù du của đời in ra. Em chót mang ơn nên tình em phải trả cho người. Đừng hỏi vì sao tình ta ai chia cách lòng. Nhìn em mắt ước mi tuôn đắng cay cho số phận tình yêu. Đau xót cho mình lỡ một lần yêu. Em khóc mà chỉ càng thêm đau lòng. Ngày nào cho nhau tiếng cười mà giờ đành cho nhau mật đắng. Thôi hãy quay về với người ta đi. Em ơi, tôi chỉ yêu em, yêu bằng đôi bàn tay trắng. Mơ ước bên em nay tựa như cát bụi mờ. Còn lại người ta cho em má hồng. Người ta có giống tôi không? Em ơi, tiền là giấy bạc như phù du của đời in ra. Em chót mang ơn nên tình em phải trả cho người. Đừng hỏi vì sao tình ta ai chia cách lòng. Nhìn em mắt ước mi tuôn đắng cay cho số phận tình. Xót cho mình lỡ một lần yêu. Em khóc mà chỉ càng thêm đau lòng. Ngày nào cho nhau tiếng cười mà giờ đành cho nhau mật đắng. Thôi hãy quay về với người ta đi. Ngày nào cho nhau tiếng cười mà giờ đành cho nhau mật đắng. Thôi hãy quay về với người ta đi. Ngày nào cho nhau tiếng cười mà giờ đành cho nhau mật đắng. Thôi hãy quay về với người ta đi. Cho nhau tiếng cười mà giờ đành cho nhau mật đắng. Thôi hãy quay về với...